viên Việt Nam xã Tân Hiệp, nơi hội tụ sức trẻ, chung tay xây dựng quê hương. Với tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo và phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Hiệp đã và đang gặt hái được những thành tựu đáng tự hào trong nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Hiệp đã tập hợp được hơn 850/1241 thanh niên vào tổ chức hội, đạt tỷ lệ 68,5%, đồng thời phát triển thêm 421 hội viên mới. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, góp phần tạo nên thế hệ trẻ có lòng yêu nước, tự hào dân tộc và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Phát huy hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện với nhiều hoạt động thiết thực như hiến máu nhân đạo, giúp đỡ người dân khó khăn, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Hiệp với phương châm đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên, tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng đối tượng, sáng tạo trong hoạt động. Hội đã triển khai nhiều mô hình hoạt động sáng tạo đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội, góp phần thu hút thanh niên tham gia vai trò và phát huy của tổ chức mình. Với những thành tựu đạt được và những mục tiêu phấn đấu, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Hiệp sẽ tiếp tục là một lực lượng tiên phong góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Tân Hiệp. Tuổi trẻ hân hiệp kính chúc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hớn Quản lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020.